tỉnh đi em ơi.
you. Thank you.
Em ơi, em ơi, bị làm sao này em ơi? Tỉnh đi em ơi. Tỉnh đi em ơi. Tỉnh đi em ơi. Làm sao này em ơi? Tỉnh đi. Tỉnh đi em ơi. Em ơi. Em ơi. Em bị làm sao thế này? Nãy em mệt quá em ngất xỉu. Thế có cần anh đưa về không? Vâng. Không có về nữa không? Hay là để anh đưa em về cho? Vâng, anh đưa về đi. Thế để anh đưa em về nhé. Chào lên xe trước đi. Anh đưa em về đến nhà rồi thì anh về nhé.
gì đây? À, anh đến ạ. À. Em đang làm bún đường. Thế đừng để anh hỗ trợ. Thank you.
Thank you.
trước. Ủa Hà Nội nữa. Như này nó buộc dây chuyền nhiều lắm. Nó rất là trầu như thế. Em lấy dây rút bổ vào đi. Em nấu cơm cho anh ăn. Rồi anh đi về á? Đi về á? Em muốn nước nha. Rồi em đi về đi. Anh hỏi em biết là thì anh đi về nha. Dạ. Nấu cơm không rồi đi anh. Rồi anh đi về đó. Em đi cẩn thận nha. Thank you.